Bà Lợi đâu? Kêu trả tiền cho tôi đi. Để cái chục ngày nó còn gì? Vợ tôi bị bệnh cả tháng nay, không có buôn bán gì được hết trơn. Thôi đi, tôi không cần biết. Lúc mượn tiền tôi hai vợ chồng nói hay lắm mà. Nào là trả đúng ngày, nào là bán cái này bán cái kia. Toàn là nói xạo không à. Bà nói ai xạo vậy hả? Mượn tiền tao trả nợ mà đặt không ăn nữa hả? Mẹ muốn không cho mẹ mày cho mày đi học à? Học đại học mà mất dạy thế ớn. Nói chuyện với người lớn như quỷ vậy. Chắc tôi kêu người bán đất quá bà. Con miếng đất để mật ăn mà bán rồi lấy gì nuôi tụi nhỏ ăn học? Không bán thì lấy tiền đâu ra mà trả nợ cho chị Phương, lại còn tiền thuốc men chữa bệnh cho bà nữa. Chị không có bảo hiểm, tiền chi phí á từ 80 đến 100 triệu. Bà Lợi đâu rồi? Bà Lợi làm cái gì á mà tiền hụi của người ta 2 kỳ rồi không đóng là sao hả bà? Tôi bệnh gần cả tháng nay, tôi không có đi buôn bán được. Bây giờ bà muốn tôi bể hụi hay gì? Không có tiền đóng thì đừng có hốt hụi đồng của tôi. Ngày mai á nhớ chuẩn bị tiền sẵn tôi quay trở lại đó, nghe chưa? Mong con hãy hiểu cho mẹ. Mẹ chết đi là để cho hai con được tiếp tục sống, được học hành đến nơi đến chốn. Tôi phải chết để con cái được sống.